Dù vũ trụ là thứ chúng ta nói đến hàng ngày, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra lại thú vị bất ngờ. Thử test xem trình độ vũ trụ của bạn đến đâu. Nếu bạn đã vượt qua được bài test về những lầm tưởng vũ trụ trong video trước, giờ hãy tiếp tục thử sức với những sự thật thú vị này xem bạn vượt qua được bao nhiêu câu. Mỗi câu có mỗi cấp độ khác nhau, càng biết nhiều càng chứng tỏ bạn là một người đam mê vũ trụ thật sự. Giờ thì thử sức nào. Số 1, độ khó thấp. Bạn có biết hình dạng thực sự của mặt trăng khác với vẻ đẹp tròn trịa mà mọi người thường lầm tưởng khi quan sát vệ tinh này từ trái đất? Mặt trăng thực chất có hình dạng không đối xứng và trông giống như một quả chanh hoặc quả trứng. Số 2, độ khó cao. Dải ngân hà có mùi và vị. Vào năm 2009, các nhà thiên văn học đã khám phá ra một đám mây khí và bụi khổng lồ ở trung tâm của dải ngân hà, chứa đầy một loại hợp chất hóa học gọi là ethyl formate. Điều thú vị là ethyl formate có mùi giống rượu rum và là thành phần tạo ra hương vị cho quả mâm xôi. Số 3, độ khó trung bình. Một ngày trên sao Thủy dài 2 năm, sao Thủy có khoảng thời gian tự quay quanh trục rất chậm, mất khoảng 59 ngày trên trái đất nhưng lại quay quanh mặt trời khá nhanh, nghĩa là một năm trên sao Thủy chỉ vỏn vẹn 88 ngày trái đất. Tuy nhiên, do sao Thủy có độ lệch tâm quỹ đạo lớn và quay cùng chiều với mặt trời nên phải mất khoảng 176 ngày trái đất thì mới hết một ngày đêm từ lúc mặt trời mọc đến khi lặn. Nếu mỗi vòng quay của sao Thủy quanh mặt trời là một năm giống trái đất thì một ngày trên hành tinh này dài tương đương 2 năm của nó. Số 4, độ khó trung bình. Nếu bạn biết điều này, chứng tỏ bạn khá rành về kiến thức vũ trụ. Và bất luận câu trả lời thế nào, bạn cũng đừng quên subscribe cho kênh Một Video nha. Bạn có thể sống sót ngoài vũ trụ nếu đồ bảo hộ bị rò rỉ. Khác với những sự thổi phồng quá mức của các bộ phim khoa học viễn tưởng rằng bạn sẽ phát nổ hoặc chết cóng ngay lập tức nếu tiếp xúc với không gian ngoài vũ trụ mà không có đồ bảo hộ, thực tế bạn vẫn có thể duy trì sự sống trong vài phút, mặc dù cảm giác đó sẽ không mấy dễ chịu. Cụ thể, trong vòng 10 giây, bạn vẫn đủ tỉnh táo bởi cơ thể sử dụng nguồn oxy dự trữ trong máu. Sau 10 giây, da và các mô bên dưới bắt đầu sưng phồng lên vì nước trong cơ thể dần bốc hơi trong môi trường mà áp suất khí quyển gần như bằng không. Trong vòng 1 đến 2 phút, tình trạng thiếu oxy báo hiệu cái chết đang đến gần. Áp suất giảm nhanh chóng đến nỗi màng nhĩ, các xoang cùng với các mô mềm bắt đầu tím tái và chảy máu. Nhưng nếu bạn vẫn tiếp tục được cung cấp oxy để thở thì bạn vẫn có thể tồn tại ngoài vũ trụ cho đến hàng giờ liền, vì độ bền của da sẽ giúp cơ thể bạn nguyên vẹn và thân nhiệt của con người cũng không đột ngột hạ xuống được, vì môi trường chân không chẳng có gì để cơ thể truyền nhiệt ra ngoài. Số 5, độ khó thấp, quá dễ. Một thìa cà phê vật chất của sao neutron nặng bằng cả dân số thế giới. Sao neutron là một dạng trong vài khả năng kết thúc của quá trình tiến hóa sao, được hình thành từ những gì còn lại của vụ sụp đổ một ngôi sao lớn, vì được cấu tạo hoàn toàn bởi nhiều neutron nén trong một bán kính cực nhỏ. Chỉ cần một thìa cà phê những vật chất của ngôi sao này, nó sẽ nặng tương đương với khối lượng của toàn bộ dân số thế giới. Và để tạo ra thứ gì đó dày đặc như sao neutron, toàn bộ nhân loại sẽ cần nhét vừa một viên đường nhỏ hình vuông. Số 6, độ khó thấp. Năng lượng từ vụ nổ tia gamma. Không có gì trong vũ trụ sánh được với sức mạnh từ một vụ nổ tia gamma, gamma ray burst. Hơn vậy, những tia chớp siêu sáng này chỉ trong 10 giây có thể giải phóng nguồn năng lượng ngang với lượng mà mặt trời phát ra trong suốt quá trình tồn tại. Các nhà khoa học tin rằng sự bùng phát tia gamma có thể được hình thành khi đang tạo ra hố đen, khi các ngôi sao lớn nổ tung hay khi hai sao neutron hợp nhất. Số 7, độ khó trung bình. Có nhiều ngôi sao chúng ta không thể thấy. Kể từ Big Bang, hầu hết các vật thể trong không gian đều di chuyển ra xa nhau. Trên thực tế, sự giãn nở của vũ trụ ngày càng tăng tốc khi các vùng không gian này di chuyển ra xa nhau với tốc độ ngày càng gia tăng. Những ngôi sao đầu tiên hình thành trong vũ trụ giờ đây không còn ở trong tầm nhìn của chúng ta, ngay cả khi ta sở hữu loại kính thiên văn tốt nhất hiện tại hoặc tương lai. Dẫu vậy, chúng ta vẫn có thể hy vọng thấy chúng một ngày nào đó thông qua các vụ nổ tia gamma vào cuối cuộc đời của một ngôi sao. Số 8, độ khó thấp, lỗ trắng. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2019, thế giới ngỡ ngàng trước hình ảnh hố đen bí ẩn hấp dẫn nhân loại hàng thế kỷ cuối cùng cũng lộ diện qua bức ảnh được thực hiện bởi EST, kính thiên văn chân trời sự kiện. Dẫu vậy, người anh em của hố đen, hố trắng vẫn còn là ẩn số lớn cho các nhà khoa học. Nếu hố đen là một vùng có từ trường hấp dẫn mạnh đến nỗi không có thứ gì có thể thoát ra khỏi, thì hố trắng lại không cho bất cứ thứ gì có thể chui lọt qua nó. Cho đến nay, hố trắng hoàn toàn là giả định của các nhà thiên văn học. Bạn vượt qua được mấy câu rồi, còn đủ sức lực không? Mình tiếp tục nào. Số 9, độ khó cao. Từ quyển của sao mộc rất lớn.
Từ quyển Magnetosphere là vùng không gian bao quanh một hành tinh chịu ảnh hưởng bởi từ trường của hành tinh đó. Nếu có thể thấy bằng mắt thì từ quyển của sao Mộc lớn hơn rất nhiều so với mặt trăng khi nhìn từ trái đất, dù sao Mộc xa hơn mặt trăng 1.500 lần. Sự tương tác của từ quyển và gió mặt trời tạo ra vành đai phóng xạ nguy hiểm, có thể gây thiệt hại cho những gì tiếp cận hành tinh này. Thật may là trái đất không ở gần sao Mộc. Số 10. Độ khó cao. Sao Hải Vương chỉ mới hoàn thành một chuyến đi quanh mặt trời vào năm 2011. Sao Hải Vương mất tới 165 năm trái đất để hoàn thành một quỹ đạo đầy đủ quanh mặt trời. Từ năm 1845 đến năm 2011, hành tinh này cuối cùng cũng hoàn thành chuyến đi đầu tiên quanh mặt trời. Trong khi đó, hành tinh bị giáng cấp Sao Diêm Vương thậm chí còn chưa gần hoàn thành quỹ đạo dài 248 năm của nó kể từ khi được phát hiện vào năm 1930. Số 11. Độ khó thấp. Các hành tinh vô gia cư lang thang trong vũ trụ. Không phải tất cả các hành tinh đều được hình thành và xoay quanh một ngôi sao nhất định. Thực tế, các nhà thiên văn ước tính rằng có thể có hơn 200 tỷ hành tinh đang trôi tự do trong không gian và có thể chúng đang đi ngang qua thiên hà của chúng ta. Số 12. Độ khó cao. Mặt trời mất đi 1 tỷ kg khối lượng mỗi giây. Gió mặt trời, dòng hạt mang điện phóng ra từ mặt trời, khiến ngôi sao bị mất đi khối lượng không hề nhỏ, khoảng 1 tỷ kg mỗi giây. Tuy nhiên, so với khối lượng khổng lồ của mặt trời, nó vẫn có thể sống thêm khoảng 5 tỷ năm nữa. Số 13. Độ khó thấp, dễ. Không phải ngôi sao nào cũng đơn lẻ. Mặt trời chỉ là một trong số ít những ngôi sao đơn lẻ. Hơn một nửa số ngôi sao giống mặt trời trong thiên hà là một phần của hệ thống sao Multiple Star System, gồm các ngôi sao quay xung quanh một khối tâm chung, chẳng hạn như hệ sao kép hoặc hệ ba. Số 14. Độ khó thấp. Nước được tìm thấy trong không gian. Trái đất có thể không phải là nơi duy nhất có nước. Lượng nước nhiều nhất từng được phát hiện bao quanh một lỗ đen gấp 140.000 tỷ lần thể tích nước trong các đại dương của trái đất. Tuy nhiên, hố đen này cách chúng ta 12 tỷ năm ánh sáng. Ngoài ra, các nhà khoa học cho rằng ba mặt trăng của sao Mộc, Europa, Ganymede và Callisto, và hai mặt trăng của sao Thổ, Enceladus và Titan, có thể có nước. Trong đó, đại dương của Europa có thể chứa gấp đôi lượng nước được tìm thấy trên hành tinh của chúng ta. Số 15. Độ khó siêu cấp. Trạm vũ trụ quốc tế ISS đang rời. Trạm vũ trụ quốc tế chỉ cách trái đất từ 200 đến 250 dặm, nghĩa là nó vẫn đang chịu tác động của trọng lực. Tuy nhiên, ISS không đâm xuống bề mặt hành tinh của chúng ta vì tốc độ rơi xuống bằng với tốc độ nó di chuyển quanh trái đất, tức là trạm vũ trụ đang trượt dọc theo đường cong của hành tinh chúng ta. Đây cũng là lý do khiến các phi hành gia trôi bồng bềnh giống như không có trọng lực bên trong trạm. Số 16. Độ khó siêu cấp. Một ngày trên trái đất càng ngày càng dài hơn. Tốc độ quay của trái đất đang dần chậm lại mỗi năm. Tuy nhiên, sự thay đổi là rất nhỏ, trung bình chậm hơn nửa giây mỗi năm và 0,0015 giây mỗi ngày. Số 17. Độ khó thấp. Mặt trăng đang di chuyển ra xa trái đất. Mặt trăng ngày càng dịch chuyển ra xa hành tinh của chúng ta 3,8cm mỗi năm. Theo giả thuyết, nó sẽ tiếp tục gia tăng khoảng cách cho đến khi không còn là vệ tinh của trái đất nữa. Điều này sẽ để lại nhiều hệ lụy như thay đổi thời tiết, chênh lệch nhiệt độ. Số 18. Độ khó trung bình. Sức nóng từ vụ nổ Big Bang vẫn còn hiện hữu. Bức ảnh cho thấy bức xạ nền vi sóng vũ trụ CMB. Sức nóng từ vụ nổ Big Bang vẫn còn trên trái đất của chúng ta. Khoảng 380.000 năm sau Big Bang, những bức xạ còn sót lại từ sự hình thành vũ trụ vẫn còn tồn tại với chúng ta đến ngày nay và được gọi là bức xạ nền vi sóng vũ trụ CMB. Đây cũng chính là những minh chứng lớn nhất cho mô hình Big Bang của vũ trụ. Bạn vượt qua được bao nhiêu câu, biết rõ được vũ trụ đến nhường nào, hãy để lại comment nha. Và đừng quên, vẫn còn nhiều điều thú vị về không gian vẫn đang diễn ra hàng ngày. Hãy cùng chờ xem nhé.